Ohay mến chào các bạn. Ohay rất vui mừng khi các bạn quay trở lại với kênh Ohay. Thì hôm nay Ohay chia sẻ với các bạn về cái chủ đề phát triển kênh YouTube của các bạn. Các bạn ơi, khi các bạn làm YouTube thì ai cũng mong rằng cái kênh YouTube của mình phát triển hết. Thì bằng nhiều cách, các bạn sẽ tạo nội dung cho thật hay để kiếm được nhiều khách hàng xem hơn. Rồi các bạn làm sale marketing để mà thậm chí cả quảng cáo nữa để tìm được nhiều khách hàng đến với cái video của mình nè. Tuy nhiên khi mà khách hàng vào kênh của mình xong rồi, khách hàng xem cái video của mình xong rồi, các khách hàng quay ra thì đó cũng là điều đáng tiếc ha. Ai cũng mong là sẽ nhiều khách hàng đến với video của mình, và khi mà mình ra cái video mới thì khách hàng tiềm năng đó sẽ quay lại và xem cái video của mình. Bằng cách để giữ chân khách hàng quay lại xem những cái video của mình thì các bạn hãy kêu gọi hành động. Thì có nhiều cách kêu gọi hành động. Nhấn nút đăng ký kênh để nhận thông báo những cái video mới nhất của mình khi mà mình xuất bản video ha. Thì ví dụ như là từ cái lời nói trực tiếp khi mà mình giới thiệu, ví dụ như là các bạn ơi, nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến xem video của Ohay thì vui lòng nhấn nút đăng ký kênh ở bên dưới màn hình để theo dõi các video tiếp theo của Ohay nhé. Ví dụ như vậy. Và các bạn sẽ bố trí nhiều nơi có cái nút đăng ký kênh để mà kêu gọi hành động, kêu gọi khán giả đăng ký kênh. Và đó là chủ đề mà Ohay muốn chia sẻ hôm nay, là cái cách mà mình tạo những cái nút đăng ký kênh trên kênh của mình, trên video của mình, để lúc nào mà khán giả vào xem kênh của mình rồi thì cũng có những cái nơi để nhắc nhở khán giả hãy đăng ký kênh, ủng hộ kênh của mình và xem những cái video tiếp theo của mình ha. Và cái cách làm và cái cách tạo những cái nút đăng ký kênh đó như thế nào, các bạn cùng với Ohay theo dõi nha. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Mình minh họa cho các bạn bằng cách mở một cái video của mình để mình minh họa nha. Mình sẽ mở ở trong một cái địa chỉ email khác đi. Bạn sẽ thấy ở bên góc cuối màn hình ở bên tay phải nè, nó có một cái chữ đăng ký ở đây. Mà khi khán giả người ta xem á, người ta sẽ đưa con chuột vào trong cái nút, cái hình đăng ký này, và nó sẽ xuất hiện cái chữ đăng ký ở đây ha. Cái tên của kênh và cái chữ đăng ký ở đây ha. Thì làm như thế nào để nó xuất hiện cái này thì bạn sẽ làm theo Ohay nha. Thứ nhất là bạn phải chọn một cái hình icon như thế này, hoặc là các bạn sẽ để cái logo của các bạn, hoặc là các bạn tải về từ trên Google ha. Nếu mà bạn có sẵn một cái logo của bạn này, hoặc là bạn thích một cái biểu tượng nào đó, hình trái tim, hình like, hình đăng ký, thì cái này thì bạn tùy bạn chọn. Thí dụ như mình muốn chọn cái chữ đăng ký ở đây thì mình vào Google mình kiếm. Bạn vào Google Chrome, bạn sẽ gõ chữ đăng ký icon. Bạn chọn vào một hình ảnh nha. Ở đây nó sẽ có nhiều cái chữ đăng ký cho bạn lựa chọn đây. Nhưng mà bạn lưu ý là khi mà chọn thì bạn chọn những cái icon nào mà có kích thước nhỏ, mà hình vuông nha. Cái hình hình chữ nhật thì nó sẽ không chấp nhận nha bạn. Rồi bạn sẽ tìm cái hình ảnh nào bạn ưa thích để bạn vào bạn tải về máy ha. Rồi để mình tiến hành cài đặt ha. Thường thì ở cái vị trí này là người ta hay đặt thứ nhất là chữ đăng ký nè, hoặc là
logo của bạn này, hoặc là hình trái tim, hoặc là cái bàn tay like á. Cái này thì tùy ý của mỗi bạn ha. Thì bạn thích cái hình nào thì bạn tải về mà dùng. Rồi, bây giờ để tạo cái hình ở đây, mình sẽ vào kênh của bạn. Mình sẽ vào kênh của mình nha. Nhấn vào nút nhấn vào avatar của kênh. YouTube Studio, bạn chọn YouTube Studio nha. Sau đó nhìn bên tay trái có chữ cài đặt. Rồi, bạn chọn chữ, bạn chọn cái mục channel là kênh nè. Bạn chọn mục kênh nha. Này, sau đó bạn vào cái tab thứ ba là branding, phần thương hiệu á, xây dựng thương hiệu á. Rồi bạn vào branding nè, thì bạn thấy đây cái logo hồi nãy á, trên video của tôi á, nó nằm ở đây. Thì như vậy khi mà tôi đã cài vào đây thì tất cả những cái video trên kênh của tôi đều có cái logo này hết. Nó tự động thể hiện lên hết tất cả các video trên kênh của tôi ha. Bây giờ tôi muốn thay đổi cái logo này thành một cái logo khác. Thí dụ cái logo này là hình tròn nha. Tôi sẽ chọn một cái logo khác để tôi đổi lên. Bạn vào nút Relay nè. Tôi thay đổi cái logo nè. Rồi bạn chọn một cái logo nào mà mình yêu thích ha. Đó, thường thì nó có chữ dấu like này, hoặc đăng ký. Hồi nãy nè, cái dấu này là hồi nãy ở trên kênh này. Và tôi sẽ chọn một cái hình khác, hình vuông đi. Đó, có chữ đăng ký hình vuông đây. Đó, thì ở đây nó có 3 sự lựa chọn cho mình. Thứ nhất là cái nút đăng ký này, nó sẽ thể hiện ở cuối video. Cái dòng thứ hai, cái sự lựa chọn thứ hai là bạn tùy chỉnh vào thời gian. Dòng thứ ba là nó sẽ thể hiện ở suốt cái video luôn. Ví dụ bạn chọn ở cái tùy chỉnh thời gian đi, thì nó sẽ đưa ra cái ô cho mình. Thì mình sẽ, nếu bạn muốn nó thể hiện từ giây thứ thứ 10 đi, bạn gõ vào số 10, thì khi đó cái nút đăng ký này nó sẽ bắt đầu từ cái thời, bắt đầu từ giây thứ 10 nó mới xuất hiện. Và tôi thì tôi thường chọn là nó sẽ thể hiện ở suốt video luôn. Đấy, tôi chọn nút này. Sau đó bạn nút, bạn nhấn nút share lại. Bây giờ trở ra cái video hồi nãy. Đây, cái video hồi nãy là thể hiện nút màu tròn nha. Tôi tải lại video. Rồi bây giờ nó đã thể, đã nó đã xuất hiện cái icon màu đỏ đăng ký ở đây rồi, hình vuông nha, nó thay cái hình tròn hồi nãy rồi. Khi mà khán giả người ta xem, người ta đang chưa đăng ký, người ta sẽ đưa con chuột vào trong đây, nó sẽ hiện ra chữ đăng ký cho người ta đăng ký ha. Hoặc là trên cái người ta xem video trên thiết bị di động á, thì người ta sẽ chạm tay vào chữ đăng ký và nó sẽ xuất hiện chữ đăng ký ha. Và người, khi mà người ta click vào đây nè, bạn xem khách hàng, tôi giả sử khách hàng chưa đăng ký nè ha, thì khi khách hàng đưa con chó vào đây nó sẽ hưởng cái chữ đăng ký và người ta click vào đăng ký. Đó, bạn thấy đã đăng ký rồi nha. Thì bạn biết đó, khi mà người ta xem video ở trên máy tính hoặc là trên điện thoại á, thì cái chữ đăng ký này nè, nó không có xuất hiện, nó nằm ở phía dưới đó. Đó, nó khuất ở, có thể là nó sẽ khuất ở phía dưới á. Nếu mà người ta đưa con chuột xuống kéo lên thì nó mới có xuất hiện đăng ký. Tuy nhiên nếu mà bạn đặt cái chữ đăng ký ở đây thì lúc nào người ta cũng thấy cái chữ đăng ký hết. Và khi người ta xem ở chế độ toàn màn hình thì người ta vẫn thấy cái chữ đăng ký ở đây. Thì coi như là lúc nào người ta cũng đập vô mặt người ta là cái chữ đăng ký hết. Và người ta click vào đây, người ta đưa con chó vào đây và nhấn vào đăng ký.
Đó, đã đăng ký rồi ha. Và lần thứ hai, nếu mà người ta đã đăng ký rồi, người ta lại chạm vào đây nữa, đó là nó sẽ vào kênh của chúng ta. Các bạn thấy không? À, cái nút đăng ký kênh thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là nó nằm ở trang bìa, ở góc phải của trang bìa. Đây là bạn, tôi đã đưa vào cái nút mời đăng, tôi đã tạo cái nút là mời đăng ký kênh đây. À, và bạn quan sát ở thanh địa chỉ nè, khi mà khán giả họ vào kênh của chúng ta thì cái thanh địa chỉ của nó là cái dãy số ở đây chính là cái ID kênh của chúng ta ha. Rồi bây giờ giả sử trong trường hợp mà khách hàng họ chưa có đăng ký kênh của chúng ta thì bạn quan sát tiếp theo nè. Nếu mà người ta click vào cái mời đăng ký kênh thì nó như thế nào? Nó sẽ xuất hiện cái chữ xác nhận đăng ký kênh. Bạn có chắc chắn rằng đăng ký kênh của Ohay Media hay không? Và người ta click vào đây đăng ký nè. Đó, như vậy là sẽ có một cái nút đăng ký thứ hai ở trên kênh của chúng ta ha. Và bạn quan sát này, khi mà khán giả họ click vào cái mời đăng ký kênh thì cái đường link của ta nó đã khác ở đây rồi. Đúng không? Nó có cái dấu nè. Chấm hỏi sub confirmation bằng 1. Cái này là do tôi đã tạo cho kênh của tôi cái đường link rồi. Đó, và bây giờ cái cách tạo nó như thế nào thì các bạn sẽ theo dõi nè. Tôi sẽ thêm cái phần tử này vào trong cái đường link của tôi. Chấm hỏi sub gạch dưới confirmation bằng 1. Tôi sẽ copy cái đường link này. Bạn vào tùy chỉnh kênh nè. Tiếp theo bạn vào phần giới thiệu là chữ about này. Vào trang này thì bạn sẽ thêm phần mô tả này, thêm địa chỉ email này, vị trí của kênh nè, và bạn thêm những cái đường link. Trong phần tùy chỉnh đường link này nó có 5 cái sự lựa chọn cho chúng ta, cho chúng ta thêm vào đường link liên kết. Đây tôi đã tạo là mời đăng ký kênh, và bạn dán cái địa chỉ hồi nãy mình copy đó, dán vào đây. Bạn có thể tạo Facebook, bạn có thể tạo thêm đường link đến cái trang Facebook của bạn, bạn có thể tạo thêm cái đường link đến trang web của bạn, hoặc là tạo thêm đường link tới Twitter hoặc Zalo. Ở đây cho mình 5 cái đường liên kết. Sau khi bạn tạo xong thì bạn nhấn Done. Như vậy là mình có cái nút đăng ký kênh rồi. Đây bạn xem, có nút đăng ký kênh và có Facebook ha. Nếu mà các bạn có tạo thêm website thì nó sẽ thể hiện lên cái dòng này hết. Rồi, tiếp theo để thêm một cái đường link kêu gọi đăng ký kênh nữa là ở ngay cái phần mô tả đó. Bây giờ bạn vào kênh của bạn nè. Bây giờ bạn trở vào kênh của bạn nha. Bạn nhấn vào cái avatar của kênh, chọn YouTube Studio. Nhìn bên tay trái có chữ cài đặt.
là setting này. Bạn vào đây, bạn chọn cái nút là upload default, là bạn cài đặt mặc định á. Thì khi vào đây thì bạn sẽ những cái gì mà bạn muốn mặc định cho kênh, ví dụ như là, thì nó sẽ thể hiện tự động khi mà bạn bạn tạo mới cái video á, thì nó đã có sẵn cái mặc định ở đây rồi. Trong cái phần mô tả ở đây thì bạn sẽ thêm cái nút là hãy nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo các video mới nhất bạn nhé. Thí dụ như vậy, thì và bạn dán cái đường link ở đây. Thì bạn thấy cái đường link hồi nãy mà mình tạo đó, nó dài quá. Bây giờ tôi muốn rút gọn nó lại. Thì bạn vào trang này, bit.ly.com.vn này. Bạn dán cái đường link vào đây, làm đẹp lên, và đường link đã được ngắn gọn rồi nè. Và bạn copy cái đường link này vào kênh, vào cái phần mô tả đó, bạn dán vào đây thay cho cái đường link hồi nãy dài thoằng này ha. Bạn dán vào đây đó. Như vậy là ta sẽ có cái đường link đăng ký kênh ở trong phần mô tả của các cái video mà khi mà mình up lên ha. Rồi sau đó là bạn save lại. Như vậy là xong. Rồi, như vậy là hôm nay Ohay đã chia sẻ với các bạn các cái vị trí mà mình có thể kêu gọi hành động đăng ký kênh ở ngay trên cái video của mình nè. YouTube cũng đã mặc định cho chúng ta vị trí ở đây là thứ hai ha. Và khán giả cũng có thể xem trong phần mô tả thì cũng có kêu gọi hành động đăng ký kênh ở đây ha. Và khi mà khán giả vào trong kênh của chúng ta thì cũng có cái phần mặc định của YouTube ở đây, và mình cũng đã tạo luôn cái mời đăng ký kênh ở đây ha. Đồng thời bạn lưu ý luôn là tạo một cái sự chú ý của khán giả vào đây luôn nha. Chia sẻ của Ohay đến đây là hết ha. Và cái video tiếp theo thì Ohay sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách tạo cái nút đăng ký kênh, kêu gọi hành động đăng ký kênh ở trong cái video của chúng ta luôn. Khi mà khán giả xem thì sẽ nhắc nhở khán giả bấm vào đăng ký kênh nha. Rồi, Ohay chúc các bạn thành công nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu có gì thấy hay và có ích thì chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để nhận thông báo xem các video tiếp theo. Nếu quý vị có thông tin thì vui lòng để lại comment bên dưới, Ohay sẽ tổng hợp và trả lời ý kiến cho các bạn. Kính chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. See you again!